Kỳ Duyên phủ nhận hẹn hò Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Hoa hậu Kỳ Duyên nói bức ảnh cô nắm tay Đoàn Thiên Ân bị cắt ghép, khẳng định họ không hẹn hò. Tin đồn Kỳ Duyên hẹn hò Đoàn Thiên Ân bắt nguồn từ tấm ảnh cả hai nắm tay tình tứ đi dạo phố. Trước nghi vấn yêu đồng giới, sáng ngày 21 tháng 8, Kỳ Duyên cho biết bức hình lan truyền bị cắt từ ảnh gốc có 3 người, gồm cả Diệp Lâm Anh. Đây là bức ảnh 3 người. Đừng cắt hình của ba chúng tôi nữa, cô nói. Trước đó, nhiều khán giả xem Kỳ Duyên và Minh Triệu là một cặp dù họ chưa từng xác nhận tin đồn. 6 năm qua, cả hai thường xuyên mặc đồ đôi, đi du lịch và dự sự kiện chung, dành cho nhau những lời nhắn nhủ ngọt ngào. Tuy nhiên, gần đây, hai người không còn đồng hành cùng nhau. Cả Minh Triệu và Kỳ Duyên đều không đề cập lý do, trong khi một số khán giả đổ lỗi cho Minh Triệu là nguyên nhân khiến mối quan hệ tan vỡ. Quản lý người mẫu sau đó lên tiếng, tôi hy vọng mọi người tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin và nghiêm túc yêu cầu những người cố tình bôi nhọ dừng lại, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76m, số đo 86, 60, 94cm. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Việt Nam 2017, Siêu Mẫu Việt Nam 2018, Hoa Hậu Thể Thao 2022, The Face Việt Nam 2023. Hiện cô đang thi Miss Universe Việt Nam 2024. Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2022. Cô sinh năm 2000, quê Long An, cao 1,75m, nặng 60kg, số đo 88, 5, 66, 98cm. Người đẹp thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia, dừng chân ở top 20 chung cuộc và giành giải phụ trang phục dân tộc đẹp nhất. Cô theo học ngành quản trị kinh doanh, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Về đời tư, Thiên Ân từng bị đồn hẹn hò bí mật diễn viên Phát La. Tuy nhiên, cô cho biết họ là bạn, chơi chung một hội với vợ chồng Nhã Phương. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.